mọi người. Hôm nay thì Quỳnh sẽ vào bếp và làm món sò điệp chiên xù. Thì hôm nay là Quỳnh có mua được ít sò điệp, này là tổng cộng là 12 con. Cái con này nó không phải bị bể mà là cái riện ở ngoài của nó đó. Thì Quỳnh sẽ chiên xù nó. Thì hôm nay Quỳnh mời các bạn vào bếp với Quỳnh để thực hiện món sò điệp chiên xù nha, cho buổi trưa nay nha. Cái sò điệp này là khi mà Quỳnh mua là người ta đã bóc vỏ sẵn rồi. Và hôm nay Quỳnh mua là tổng cộng 12 con, này là 650 yên, là khoảng 130.000 tiền Việt Nam á. Bây giờ thì nó hơi ướt ướt thì Quỳnh sẽ dùng cái khăn giấy á, Quỳnh chậm cho nó bơ khô khô bớt đi. Rồi sau đó Quỳnh sẽ cho nó vào bọc ni lông, Quỳnh chậm cho nó khô khô bớt, cho nó ráo ráo nước. Quỳnh sẽ cho hết cái mớ sò điệp của Quỳnh vào bọc ni lông. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ cho bột mì vào. Bột mì ở đây hôm nay Quỳnh xài là bột mì đa dụng. Quỳnh sẽ cho một lớp bột mì vô trong cái sò điệp này để Quỳnh áo nó lại. Quỳnh cho cỡ như đó thôi, Quỳnh áo nó lại, Quỳnh túm cái bịch lại, Quỳnh chỉ cần lắc nhẹ như vậy thôi là mấy con sò điệp nó được áo bột mì á. Tại vì nó còn hơi ướt ướt rồi, hồi nãy mình cạnh bớt rồi đó mà nó vẫn còn ướt, nhưng mà không sao hết. Quỳnh cho vào trong chén 3 cái trứng. Chuẩn bị trước một chảo dầu bắt cho nó nóng nha. Bên đây thì Quỳnh sẽ đổ cái sò điệp ra, Quỳnh rắc cho nó ra hết cái bột luôn. Rồi bây giờ Quỳnh sẽ lấy cái sò điệp này, Quỳnh cho nó vô trong cái trứng hồi nãy của mình. Rồi Quỳnh lăn qua lớp bột chiên giòn nữa rồi mình có thể đem đi chiên được rồi đó. Vì ở trong cái sò điệp này của Quỳnh á, tại vì sò điệp này nó là sò điệp biển các bạn, cho nên nó mặn sẵn rồi, Quỳnh không có nêm nếm gì vô trong cái sò điệp này hết. Nếu bạn nào thích ăn cay á và có một chút xíu tiêu á, thì các bạn rắc vào trước cái giai đoạn mình phủ bột nha. Giờ sẽ phủ bột lên. Quỳnh muốn nhúng cái này làm hai lần luôn, mình cho ba cái con sò điệp cũ vô. Mình phủ cái này trước. Mình nhúng hai lần để khi mà mình chiên lên á, ở ngoài nó phủ nhiều cái lớp bột bánh mì này, bột chiên giòn nữa bạn, thì nó sẽ giòn hơn, nó sẽ ngon hơn. Và đây là những cái con hồi nãy Quỳnh đã nhúng một lần rồi nè, bây giờ Quỳnh bỏ ra mình nhúng thêm lần nữa. Cho cái này vô, mình sẽ phủ ba con này trước. Đó, bây giờ nó phủ rất là nhiều luôn. Rất là bự. Thấy nó hơi dịu dàng, mình trở cái mặt nó. Nó vàng cỡ như vậy là mình vớt ra được nha mọi người. Rất là ngon. Mọi người xem. Cỡ như vậy mình vớt ra được rồi. Mình chuẩn bị cái dĩa mình cho dưới thấm dầu lên. Khi mình vớt ra thì mấy cái dầu nó thấm lên trên cái giấy á, khi mình ăn thì nó đỡ có ngán hơn. Ngon quá trời. Ngon quá trời hả? Ngon quá trời.
chảy nó đắt ra. Khi mình đã chế biến xong cái món sò đẹp lăn bột chiên xù, và bây giờ thì Quỳnh mời tất cả các bạn ăn chung với Quỳnh với lại Sa nha. Quỳnh hôm nay thì Quỳnh chiên có 12 con thôi, mà bởi vì là sò đẹp bên Nhật có nó bự sò đẹp bên Nhật nó bự cho nên là chiên lên một dĩa có 12 con mà quá trời luôn. Cái này thì Quỳnh cho Sa đây, để xé ra cho con, hay là con tự cắn đi, con cắn thử coi. Ăn thử đi, cầm lên. Sao nó ăn được? Bởi vì ở ngoài á, thì cái vỏ nó rất là giòn, và bên trong thì nó mềm, nó vẫn có thể nhai được. Nó cầm nguyên cục thịt gà nó nhai được cô chú, cho nên là không có sao hết. Quỳnh vẫn để cho nó ăn, để coi chút nó có ăn không. Và hôm nay thì sao nó ăn cơm với cà ri, Quỳnh nấu cho nó riêng một nồi cà ri nữa. Rồi bây giờ thì Quỳnh mời tất cả mọi người, xin phép tất cả mọi người nha. Bây giờ mình sẽ chấm nó vô trong tương ớt nè. Hấp dẫn quá. Xin mời mọi người nha. Rất là ngon mọi người. Ở ngoài thì giòn, ở trong thì mềm. Cái con sò đẹp này khi mà Quỳnh mua á, người ta lấy ra là người ta đã trụng sơ nước sôi người ta mới mở ra được, cho nên khi Quỳnh chiên á, cái lớp vỏ mà nó giòn là bên trong nó cũng đã chín rồi, không có cần phải chiên nhiều. Ngon và mềm ghê luôn mà. Hôm nay lần đầu tiên mình ăn thử món này á. Thông thường thì nhà Quỳnh chỉ chiên hàu thôi bạn. Tại vì hàu nó béo quá. Quỳnh mới chiên thử sò đẹp thì sò đẹp ở trong nó mềm, ở này ở ngoài giòn ngon. Ăn cũng được. Các bạn làm thử ăn thử đi. Ở trong cái màu vàng vàng, cái phần nó giòn, nó béo béo béo. Sao nghe con không chào cô chú gì trơn. Mẹ con mình hôm nay ăn hết 12 con nè ông Tân. Sao phun tùm lum. Không có nóng hết nóng à. Đó thấy không, ăn được thấy không, cầm lên. Nhái. Đúng chưa? Rồi bỏ xuống cầm đi. Ăn thử coi ngon, giòn ngon, nó hít à. Đó, thấy không, thấy sao ăn giỏi. Sao thích cái nào lăn bột lắm, cho nên á, Quỳnh cũng hay chiên mấy cái nào mà lăn bột cho Sa ăn, gì là giòn giòn Sa thích tức cô chú. Tại vì cái sò đẹp nó cũng mềm và ở trong nó giòn, nó cắn được. Sa hôm nay có được 18 cái răng rồi, cho nên ăn được hết. Liếm ngón tay.
Thử thôi, mình xé ra coi nha. Má con tự ăn đi, không chịu lắc đầu. Thì Quỳnh ăn được 3 con rồi đó. Ngon hay là ha, sáng thấy thường quá. Ở Nhật á, nó cũng giống như Việt Nam vậy, nít 3 tuổi mới đi nhà trẻ, cho nên có nhiều mẹ bà mẹ ở nhà bỉm sữa giống Quỳnh á, mà có đi làm công ty á, mà gửi con á trước 3 tuổi thì rất là mắc. Với lại á, hoặc là có đi làm chỗ nào đó là phải xin được giấy chỗ đó là nó đã nhận mình làm rồi thì con mình mới nhận được vô trong nhà trẻ, là nhà trẻ tư nha các bạn, nhà trẻ tư nhân á. Còn nếu mà nhà trẻ nhà nước thì phải 3 tuổi mới đi được, cho nên Quỳnh cứ nhà bỉm sữa cho tới lúc hẳn xa 3 tuổi luôn. Sao đó đó bắt đầu chùi cho tay mẹ, chùi áo mẹ đó, tay mẹ chùi cho tay chưa. Cho nên Quỳnh cứ ở nhà cho đến lúc xa 3 tuổi luôn. Bây giờ nó mới có 2 tuổi, chưa được 1 tháng nữa. À, còn có mấy ngày đã được 1 tháng là 2 tuổi 1 tháng nè. Cho nên là hả, cố gắng. Cái thời gian này nó qua cũng nhanh lắm mà. Mai mốt nó lớn rồi muốn quay lại cái thời gian này cũng khó nữa. Các bạn coi con sò đẹp bự ra. Quá sao bự. Mình ăn thử miếng chanh vô ăn cho đỡ ngán nha. Đó mình nhật á, mấy cái đồ nướng hay đồ chiên xào các bạn, người ta hay nặng chanh vô á, để cho mình ăn á, nó có cảm giác chua chua và mình đỡ ngán hơn. Nó giòn giòn, nó chua chua à. Cái chanh vàng của Nhật á thì nó không có chua à. Ừ. Ăn đi con. À, sao đổ hết của mẹ sao? Đổ nè. Sao nó ăn gì sợ dính tay của vô, nó sợ tay nó dơ lắm. Nó sợ tay nó dơ lắm. Ăn cái gì mà hả mà chiên dầu á, mình bỏ chút xíu chanh lên á, ăn đỡ ngán hơn. Và với lại chanh bên Nhật nó cũng không có chua bạn ơi. Nó không chua bằng chanh giấy hay là chanh Đà Lạt bên Việt Nam, mà chanh Đà Lạt bên Việt Nam mình thấy thơm, nó đỡ chua hơn. Nhưng mà nó chua không bằng chanh Đà Lạt đúng không ạ? Nó cứ nhạt nhạt vậy. Mấy cái chanh vàng nó chua dạng chán hả? Chiếc da bên mình nó nóng quá mà cái chanh thích hợp với nóng. Nên nó chua dữ. Sao con? Ừ.
Hôm nay là lần đầu tiên mình làm thử món này ăn á. Ăn cũng được ghê đó. Món này ăn chơi cũng được, hay ăn chung với cơm cũng được các bạn, hay là mình làm tẹt gì cũng được. Ăn rất là ngon. Làm rất là nhanh. Nó ăn nó sợ dơ tay chú ơi. Nó quẹt đúng tung người mẹ hết. Còn lại 6 con, sau 1 con là 7 con. Là nãy giờ mình mới ăn có 5 con à. Mà muốn ớn hả? Tại vì dầu mỡ nè. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết cái video của mình. Nếu các bạn thấy thích cái kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp mẹ con mình nha. Mình hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Yeah. Bye bye. Yeah. Bye bye. Yeah.